Xin quý cộng đoàn mời chào vào tay tiếp theo được không ạ? Xin được thay lời cho quý vị trong bản dong. Xin được cảm ơn hai nữ danh ca rất là nhiều. Và xin được kính chúc cho hai nữ danh ca có một mùa Giáng sinh an lành và thánh đức. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn rằng vì điều kiện trên sân khấu của bản dong có rất là nhiều nguồn điện, rất là mong muốn rằng quý vị, quý cộng đoàn không cho các em thiếu nhi trở về vị trí sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và giờ này để nối tiếp chương trình Demon Ca buổi tối ngày hôm nay, ngay sau đây con muốn rằng quý cộng đoàn chúng ta sẽ cùng làm quen với tiếng hát của một người bạn của con trong nhóm nhạc Nước Music qua tiếng hát của Trần Tuyền với ca khúc mang tên đề Bài Thánh Ca Buồn. Xin mời quý cộng đoàn cùng lắng nghe. Vâng, lần đầu tiên Trần Tuyền xin gửi đến lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể cộng đoàn có một tay trong từng buổi tối trước nay. Vâng, và sau đây là ca khúc Bài Thánh Ca Buồn, mời mọi người lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.